tôi rất vui khi được trở lại trung quốc lần này trong quá khứ tôi từng có khoảng thời gian 6 năm được làm việc ở đây nên tôi biết rõ về bóng đá trung quốc nhưng hiện tại tôi đang dẫn dắt tuyển việt nam tôi có một ước mơ rằng sau những trận đấu giao hữu bổ ích như này tôi có thể cùng tuyển việt nam tham dự world cup trong tương lai mở lời huấn luyện viên philippe choisier trong buổi họp báo trước trận gặp trung quốc đánh giá về sức mạnh cũng như cơ hội tham dự world cup của trung quốc chiến lược gia người pháp nói Trung Quốc đã không thể góp mặt World Cup từ năm 2002. Chúng tôi biết rằng nhiều người Trung Quốc cũng đang kỳ vọng đội tuyển nước này có thể trở lại đấu trường thế giới. Bóng đá Trung Quốc có nhiều cầu thủ giỏi. Họ đang từng bước tiến bộ. Tôi tin rằng bóng đá Trung Quốc sẽ sớm trở lại đấu trường World Cup. Khi được phóng viên hỏi về sự so sánh giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Trung Quốc, huấn luyện viên Philippe Trussier chia sẻ, thật khó để đưa ra sự so sánh về hai nền bóng đá Việt Nam và Trung Quốc lúc này cả hai đội tuyển đều đang khá chật vật trong việc tìm đường vươn ra thế giới cá nhân tôi cho rằng trình độ bóng đá của hai nước đang ở cùng đẳng cấp không bên nào quá vượt trội tôi đã từng làm việc ở nhật bản trung quốc và giờ là ở việt nam cầu thủ việt nam có tiềm năng nhưng vấn đề của bóng đá việt nam là tất cả các cầu thủ đều đang chơi bóng ở trong nước nên không biết tiềm năng của mình có thể đạt đến trình độ nào còn về khả năng tham dự world cup trong tương lai của tuyển việt nam nhà cầm quân người pháp nhấn mạnh hiện tại khi nhìn vào thứ hạng của tuyển việt nam tôi nghĩ thực lực là chưa đủ